Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Nhân vật Sài Gòn và du lịch. Lần đầu tiên mình xin chân thành gửi lời cảm ơn rất nhiều luôn theo dõi ủng hộ mình. Hôm nay bây giờ mình đang có mặt ở hàng heo quay Chi Mai vào đầu giờ chiều này. Khách giờ đến cũng rất đông cả nhà. Heo cũng rất ngon này. Mới xếp lên luôn này cả nhà. Khách mua gần triệu tiền heo quay cả nhà về kho cà chua đó. Rất nhiều. Sao giòn chị? Sao giòn? Xương với gân. Nóng giòn đâu chị, nóng giòn đâu. Giòn là xạo. Nóng nó đâu có gì đâu. Đâu có... Cái đó chị mua về đa số. Cái gà nó cũng như vậy. Thôi là... 60. Đúng quá hả? Có 40 phát xíu. Trời em nghe chị. Mua cho em mua đi. Mày mua 3 mình gói 5 ngàn cái này cho xong rồi đi. Dạ, còn 60 ngàn lấy luôn, 60 ngàn hả? 50 ngàn xuống. À, 40 cá xíu. Cá móng nhiêu nè? Của chị á. Thôi 10.
còn phải da heo không, bả ăn bả gặm luôn giờ em ngon đúng không nè. Mấy thứ này là phải ngon nhỏ nhỏ thôi thôi, em về em gặm á. Ơi gặm 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 liền á, sống từ trong nào thì gọi vậy. Người miền Tây chứ không, người miền Tây kêu cái chữ làm là cái chữ mừng, người ta không hiểu. Mừng đi mừng đi mừng đi mừng đi mừng không ai hiểu hết. Cái này đó chỉ là gốc nè, đây nè gốc 40 xá xíu. Ba lạng thịt quay. Rồi rồi rồi. Để vô là chị. 40 chứ chị. 40 xá xíu nè. Ừ. Rồi xong. Khách mua nhiều rồi về được rồi. Thăm ơi. Có bỏ với mày. Các bạn có gì đỡ chút nha. Rồi anh này 300 rồi sao đây nè, mở nè. 300 ba lạng thịt quay. Chặt không chú? Chặt. Ba lạng chặt luôn. Rồi em nghe rồi chị. Ba lạng nhiêu tiền? 100.000 thôi, 105 cái gì cho. Tôi lấy cái rồi. Đó, mỗi mì. Chứ nữa lạng da heo. Đây tiền tiền. 50 đô. 100.000. Dạ cảm ơn anh chị. Dạ. 100.000 chú. Chắc khách mới là lần đầu rồi. Ờ, đó. Học luôn. Coi đó đâu, đó là mua đâu rồi. Để mua nhiều quá nhỉ. Mua đồ rồi. Đúng rồi. Mày quen được nhanh. Mua hơn triệu tiền heo. Mua miếng tôm thiếu rồi đó. Rồi sao đâu? Món mì một lạng da 50 đùi. Nửa lạng lạng rồi. Món mì có trang không? Dạ không, dạ không. Anh trang ngon tay anh đâu. 25 là 40. Dạ, với lại 50 ngàn đùi. Không mình lên bằng được lên 50 ngàn đùi. 90. Dạ. Đáng sát lấy 60 đi chị chặt trăm. Rồi, 60 chặt trăm. Rồi, đem 3 lạng với lại 30 ngàn da chị. Ừ. 3 lạng với 30 ngàn da đúng không? Rồi, dạ. Rồi. 30 đưa quay, 30 xá xíu. Rồi. Rồi, tôi 60 tiền luôn. Ba quay ba xíu đúng không? Dạ đúng rồi.
cái gì? Đồ ăn hay là mua bánh mì? Cỡ đi, gửi cho chị đi. Cỡ mà đi. Lên da heo đi. Lựa 2kg cho người ta. Đi ra ngoài này đi, đổi 2kg cho người ta đi. Dạ heo khách mua nhiều quá. Chị đi.
bà kiếm ra đâu này nè. Mai đang băm thịt đó làm bánh mì đó cả nhà. Cái sườn ngon hả chị? Cái sườn ngon hả? Cho miếng này đi. Đúng không? Còn mình ăn cũng được. Làm 10 ổi mì đi chị ơi. Nhiêu miếng này đó? Cái này 70 nữa. 70 với 60. Chắc chẳng này nhỏ nhỏ nhiều không? Cái này là cái nhỏ nhỏ. Cái gấp rồi chị có chặt không chị ơi? 70 với 100 là 170 xuống chặt đi ba. Khách mua 10 ổ bánh mì. Đấy là 170 rồi. Nói là lẹ đi ba ơi. Hai ổ như chị. Chi? Chỗ như là sao khi có làm tới hai ổ. Ổ 15 thấy mấy ổ? Hai ổ. Không. Chung hết
và đứng đợi quá trời cả nhà, đợi ở ngoài luôn. Quán là lúc nào cũng đông khách cơ. Chủ rồi nó vào trang. Hai ổ đi, cho hai ổ 15, ổ 20. 15 là đủ rồi đó. Hai ổ rồi đó. Chưa phải chị. Phải sườn non á. Rồi. Qua đó lấy đi. Của chị 30. Chắc 2 miếng thì. Con 60 ngàn ba rồi đi. Ba rồi 50 60 luôn. Đây. 60 cho 50 ở ngoài luôn. À, lưỡi heo nè, với chỗ bánh mì 40 của mối đó. 50 nè. Cái này là 130 này, có không? Của chú 50. Có 150. Ba đó, 37. Ổ bánh mì không với lưỡi heo 40 của mối đó. Rồi bây giờ chú. 4 mẫu không trang sốt. 37 nè. 4 mẫu không trang. Ngày làm cũng có muối đến mua. Cả nhà, sau đây mình cũng xin kết thúc video quay chim mai chặt heo buổi chiều á. Cảm ơn cả nhà rất nhiều luôn, tôi gói ủng hộ cả nhà. 400 là 120 phải không? 120 với 15 là 135. 100 ngàn đùi chặt không?